Xin chào tất cả các con, chào mừng các con đến với chương trình Vườn Đọc do Câu lạc bộ Ngôn ngữ và EQ thực hiện. Chương trình mong muốn giới thiệu đến các con những câu chuyện hay, ý nghĩa và hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về cuộc sống của các loài vật, câu chuyện có tên Cú Mèo Lười Biếng. Có một con chim cú mèo lười biếng sống bên bờ một con sông nhỏ. Một buổi sáng đẹp trời, khi cú mèo đang lim dim ngủ trên cành cây liễu thì chim kiến bay tới đậu bên cạnh rồi mải miết gõ. Túc, túc, túc. Bị đánh thức bất ngờ, cú mèo tức lắm, giang hai cánh, xù lông, trợn mắt quát. Ê, tên gõ kiến, mi tới đây làm gì? Sao lại làm gì? Anh không thấy tôi đang bắt kiến cho cây và tìm thức ăn đấy à? Gõ kiến trả lời và lại tiếp tục gõ. Túc, túc, túc. Cú mèo tức điên lên, nó quát lớn. Mì cút khỏi đây ngay, tại sao mì hỗn láo, dám phá hỏng giấc mơ của ta kia chứ? Được thôi anh cứ việc mà mơ tiếp nhé. Nói rồi, gõ kiến bay thẳng vào rừng. Nhưng rồi tu hú xuất hiện bên cú mèo, cất tiếng kêu lanh lảnh. Tu, tu, tu tu cái gì? Ai cho mi đánh thức ta? Hãy cút đi chỗ khác. Cú mèo nổi cáu quát tu hú. Ha ha, tu hú cười vang. Không lẽ anh lại ngủ được trong buổi sáng tuyệt vời thế này sao? Tôi sẽ không bay đi chỗ khác đâu anh. Không bắt nạt được tu hú, cú mèo đành phải bay đi. Nó đậu trên một cành cây và lim dim ngủ. Nhưng chẳng bao lâu, lại có tiếng ầm ĩ của một đàn chim nhỏ xíu đang hối hả làm tổ. Bảy chim non tất bật bay đi bay lại, nhặt nhạnh mọi thứ để xây tổ. Cú mèo cảm thấy rất khó chịu, nhưng lại thấy hơi xấu hổ trước cảnh lao động không biết mệt của bảy chim non. Vì thế, nó quyết định bay tiếp đến một nơi thật xa để không ai làm phiền được nó nữa. Nó bay mãi, bay mãi. Cuối cùng, nó hạ cánh xuống một tảng đá bên vách núi và nghĩ thầm. Chỗ này thật là tuyệt. Nhưng rồi, bảy chim én lại tới và ríu rít cùng nhau làm tổ bên vách núi, khiến cú mèo không thể ngủ yên được. Ra cánh đồng, cú mèo lại thấy ồn ào hơn bởi tiếng hát của bầy sơn ca và tiếng động của đám cào cào. Châu chấu luôn bay qua bay lại. Cú mèo lao vào một mình. Tại sao lũ chim ót con làm được những chiếc tổ xinh xắn mà ta lại không thể làm được? Ta mệt mỏi vì cứ phải di chuyển rồi. Thôi được, ngày mai ta sẽ bắt tay làm một cái tổ đẹp hơn tất cả bọn chúng. Ngày hôm sau, vì lười biếng, cú mèo lại tự nhủ. Thôi, ngày mai ta bắt đầu cũng chưa muộn. Rồi ngày mai lại tới, cú mèo vẫn tự nhủ. Hôm sau xây tổ cũng có sao đâu. Cứ thế, ngày nọ nối tiếp ngày kia, cú mèo luôn để dành công việc đến ngày hôm sau. Rồi mùa đông đến, tuyết rơi trong khu rừng, khắp nơi không tìm thấy một cọng cỏ khô để làm tổ. Các loại chim khác đang cùng nhau xung vầy trong chiếc tổ xinh xắn và ấm cúng. Còn cú mèo vì lười biếng mà phải chịu cảnh rét mướt suốt cả mùa đông. Vậy là chúng mình vừa được đọc xong một câu chuyện Cú Mèo Lười Biếng rồi phải không nào các con? Chỉ vì lười biếng và phàn nàn về những gì xung quanh mà cú mèo đã luôn luôn cảm thấy khó chịu và bực tức với tất cả mọi người. Đặc biệt, vì lười biếng, không chịu xây tổ và dồn việc này qua ngày khác mà cú mèo đã không thể có được một chiếc tổ xinh xắn. Cú mèo phải chịu cảnh rét mướt suốt cả một mùa đông. Câu chuyện mang đến cho chúng mình bài học: đừng nên than phiền về những gì xung quanh. Và đặc biệt, hãy biết chăm chỉ lao động và đừng bao giờ lười biếng. Cảm ơn các con đã lắng nghe câu chuyện. Hẹn gặp lại các con trong chương trình tiếp theo của Vườn Đọc do Câu lạc bộ Ngôn ngữ EQ thực hiện. Xin